đi chơi xong về cài tiếp ha. Cài tốt. Nhiêu đó là được nhiêu dừa rồi hả? Đó nhiêu dừa rồi? Trăm mấy hả? Chuyến này về cài luôn hả vậy? Cài chứ. Xài tiền rồi, giờ phải đi kiếm tiền nữa chứ. Nhiêu đây có 290 dược rồi bạn. Thank you.
Mệt không cậu?
Xong để sáng về luôn. Dạ thôi tối về cậu, mơ về cậu ơi. Mơ về đi cậu. 8-9 giờ sáng mơ. Đi, đừng có rung máy nha. Rung máy là nó ví dụ như lấy hết luôn nè, đó, thấy dừa không, đó, thấy không, đó vậy đó, đừng có rung quá, rung cho con không được, rung máy người ta con dưới nè. Đi dưới giờ quay kỹ thuật quá.